Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Phương Trinh Julie chăm khoe bụng bầu khi Vivu sang Mỹ. Sau khoảng thời gian về chung một nhà với Lý Bình, Phương Trinh Julie hạnh phúc khi một lần nữa được lên chức mẹ. Sau khi công bố có thai, vợ chồng nữ diễn viên và con gái lớn đã cùng nhau Vivu sang Mỹ để nghỉ dưỡng. Phương Trinh Julie chăm khoe hình ảnh rạng rỡ cùng bụng bầu của mình gia đình Phương Trinh Julie tiếp tục di chuyển đến thành phố khác của Mỹ. Trên trang Facebook cá nhân, Phương Trinh Julie đã tiếp tục đăng tải loạt ảnh cả gia đình đang đi du lịch tại Mỹ. Những ngày qua, nơi diễn viên đã khám phá nhiều địa điểm xinh đẹp tại bang California. Giờ đây, vợ chồng cô đã di chuyển sang thành phố Las Vegas của bang Nevada. Nơi diễn viên hào hứng khoe ảnh với bản sao của tháp Eiffel. Phương Trinh Julie lộ rõ bụng bầu gần 4 tháng của mình. Tại Las Vegas, vợ chồng Phương Trinh Julie và con gái hào hứng chụp ảnh check in trước bảng sao của tháp Eiffel. Đây cũng là một trong những địa danh nổi tiếng của khu vực này. Nữ diễn viên cho biết cả nhà sẽ tiếp tục khám phá và tham quan thành phố xinh đẹp này của Mỹ. Trước đó gia đình cô đã check in tại đại lộ danh vọng ở Hollywood. Phương Trinh Julie rạng rỡ với bản tên của mình trên đại lộ danh vọng Hollywood. Bên cạnh đó, Phương Trinh còn chăm khoe bụng bầu của mình. Nữ diễn viên thích diện trang phục ôm sát cơ thể để lộ vòng hai đang to dần. Nhân sắc của mẹ bầu cũng vô cùng rạng rỡ, xinh đẹp và nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả. Nữ diễn viên diện trang phục ôm sát cơ thể khoe bụng bầu lý bình và con gái rất thích chạm vào bụng bầu của phương trinh Julie. gia đình nữ diễn viên check in ở nhiều địa điểm tại mỹ có thể thấy khi mang thai phương trinh Julie tinh tế hơn khi lựa chọn giày thấp để bảo vệ an toàn sức khỏe cho cô lẫn em bé bà xã lý bình cũng diện trang phục kín đáo hơn so với những lần hở bạo khoe dáng trước đây Phương Trinh Julie còn hạnh phúc khi có ông xã và con gái đồng hành trong chuyến đi chơi. Khi vi vu ở Mỹ, Lý Bình không quên nhiệm vụ chăm sóc vợ bầu và con gái cưng. Nam diễn viên luôn nắm tay, quan tâm con gái riêng của vợ khi xuống phố đi dạo. Phương Trinh Julie luôn đi giày thấp sau khi mang thai. Nữ diễn viên lựa chọn trang phục kín đáo, sang trọng. Lý Bình luôn chăm sóc cho con gái riêng của vợ trong suốt chuyến đi. Cặp đôi tận hưởng hạnh phúc khi cùng nhau vi vu xứ cờ hoa. Phương Trinh Chu Ly có cuộc hôn nhân hạnh phúc bên Lý Bình. Giờ đây, cặp đôi càng viên mãn hơn khi có con chung. Nhiều khán giả nhận xét rằng, nữ diễn viên quả thật là mẹ bầu sướng nhất Phi khi vừa có thai đã được vi vua khắp nơi ở trời Tây. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.